đẹp làm sao. Tớ rất thích ở đây. Và đây là đài phô sô cô la của chúng ta. Bạn đã sẵn sàng để chiến đấu về nó chưa? Cảnh báo các bạn, nó sẽ không dễ dàng đâu. Bạn cần phải đặt tay rau sau lưng. Tốt lắm, khởi đầu rất tốt. Thời gian sẽ bắt đầu nhé. Chúc mọi người may mắn. Trước tiên, bạn cần phải nhấc cái bút này lên. Nó sẽ không dễ như tớ nghĩ đâu. Nhưng mà tớ làm được rồi, bây giờ phải vẽ. Bạn ngốc lắm, chúng tớ đã bận rộn từ lâu rồi. Không có gì, bây giờ tớ sẽ đuổi kịp bạn. Tớ nghĩ tớ làm rất là tốt. Hãy xem Mia làm nào nhé. Phần nền đã sẵn sàng, nhưng tớ không thích nó chút lắm. Có gì đó không ổn. Tớ biết làm gì rồi. Tớ biết làm nào để vẽ một bức tranh thực sự rất đẹp. Cần phải sử dụng da. Bạn có thấy tớ khéo léo như thế nào không? Wow, bạn ấy vẽ tuyệt vời thật đấy Mia. Với tốc độ này bạn sẽ đánh bại tớ mất. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Jennifer lại bị ngã vậy? Tớ chỉ muốn tháo nắp ra khỏi bút dạ thôi. Đấy, Mia lại đi bước trước một bước rồi. Bạn ấy là một đài phun nước rất đẹp. Làm sao bây giờ? Ôi, hình như đây là một cái lông rất tuyệt. Ôi không, mình sẽ hát xì hơi mất. Trời ơi, hãy xem bản vẽ của tớ bị sao rồi. Trời ạ, Jennifer, làm sao mà bạn có thể làm như vậy? Ê, bạn đang cười cái gì vậy? Nhìn lấy đi. Mia, tại sao cậu lại làm vậy? Ôi, buồn cười thật đấy. Và nếu bắn tung lên bản vẽ của bạn sẽ còn thú vị hơn. Jennifer, bạn đang làm gì vậy? Bạn cũng muốn như vậy sao? Ôi, hết giờ rồi, may quá. Ừ, bạn may mắn đấy. Nào nào, hãy xem có gì ở đây nào. Mia, đó là mỏng bức vẽ của tớ. Tớ biết là bạn sẽ không thích nó đâu mà. Tớ e rằng bức vẽ của tớ không tốt cho lắm. Tất cả chỉ vì Jennifer. Các bạn làm tớ không hài lòng đâu. Em chắc chắn rằng cô sẽ thích công việc của em. Thành thật mà nói, không có nhiều lựa chọn. Thôi được rồi, Jennifer sẽ thắng. Nhận đài phun nước đi. Tuyệt thật đấy, nó to thật đấy. Hãy ghen tị vào tí đi. Tớ muốn thử loại sô-cô-la này từ rất lâu rồi. Và giấc mơ của tớ đã trở thành hiện thực. Oh my God. Chúng ta không nên ngồi xem điều này đâu. Và ăn trộm sô-cô-la từ bạn ấy. Trước khi bạn ấy mình tự ăn hết nhá. Ôi, thật là ngon, ý tưởng tuyệt vời Mia. Ngon quá. Ê, sô-cô-la của tớ đâu hết rồi? Tớ đã quyết định lấy một ít rồi. Thật là bất công. Giới thiệu cho bạn giải thưởng mới. Con thực sự là đáng yêu không? Ồ vâng, thiên thần thực sự. Hãy đi đến đây nào bạn yêu. Ồ, cái gì nữa đây? Chúng ta phải vẽ phân phải không? Thành thật mà nói, bạn rất là thông minh. Bắt đầu. Ôi, trông không tốt cho lắm. Tớ thực sự không muốn vẽ cái này. Nhưng tớ sẽ cố gắng. Không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa tớ nghĩ nó sẽ phải dễ dàng chứ. Ôi, tớ hơi chậm. Cần bù đắp khoảng thời gian đã mất. Tớ nghĩ vẽ bằng chân là một cách rất là tuyệt vời. Ôi, mùi này đến từ đâu vậy? Mia. Tuyệt vời, tớ đã loại bỏ một đối thủ rồi. Bây giờ tớ có thể bắt đầu vẽ. Cơ hội chiến thắng của tớ càng lúc càng tuyệt vời đấy. Chỉ còn cần thêm một chút nỗ lực nữa thôi. Đấy, Mia đã vẽ nhưng tớ không thể cầm được bút dạ. Yeah, cuối cùng tớ cũng làm được. Tớ đang tiến tới chiến thắng đấy. Bắt đầu nào. Ôi, tớ mất bút dạ rồi. Tớ cần cái màu này chứ. Được rồi, tớ sẽ cố gắng tìm một cái màu khác vậy. Một lần nữa không có gì tớ lấy được. Ê, Mia đang vẽ gần xong rồi sao? Thời gian không còn nhiều. Dừng lại, tác phẩm của các bạn đâu? Ôi không, tớ không có thời gian để vẽ bất cứ điều gì. Còn tớ thì đã sắp xong rồi. Bạn có thích nó trông? Trông có vẻ trông cũng được. Hãy thử bức vẽ khác nhá. Em đã cố gắng rất nhiều. Làm tốt lắm Mia. Ôi mấy giờ rồi? Có vẻ như tớ quên mất rồi. Ô đến lúc chiến thắng rồi sao? Ôi, đã hiểu hết rồi. Kết đã thua cuộc.
Ôi không, đó không phải lỗi của tớ, tớ đã bất tỉnh vì Mia. Tớ sẽ phải ăn cái này thật sao? Phù, trông thật là đáng tởm. Tớ sẽ thử một miếng vậy. Ô, đó là sô-cô-la mà, thật là tuyệt vời. Tớ đã sẵn sàng ăn món từ sáng đến tối, ngon thật đấy. Trời ạ, à, cậu dừng lại đi. Nhìn tôi đã thấy ghê rồi. Ôi, tớ thấy buồn nôn quá. Trời ạ, à, có lẽ nên thử. Và một điều tuyệt vời khác nữa. Ôi, thật là đáng yêu. Em ngồi xuống đi em yêu, chúng ta sẽ phải đợi một chút cho khi các cô gái làm việc của họ. Nhân tiện, bạn sẽ vẽ vẽ trên khuôn mặt của bạn nhé, ngay ở đằng trước luôn. Bắt đầu. Safi sẽ là của tớ, bạn sẽ thấy thôi. Chúng ta sẽ tạo ra nhau. Tớ nghĩ rằng trang điểm cho con mèo này sẽ rất hợp với tớ. Bút chì màu trắng vô dụng, tớ thả dùng bút xanh còn hơn. Trông sáng sủa làm sao. Bây giờ chúng ta sẽ xem vẽ mắt như thế nào nhé. Ôi, nó thực sự rất hợp với bạn. Tớ hy vọng bức vẽ của tớ cũng sẽ đẹp. Không ai có thể đánh bại tớ đâu mà. Tớ sẽ hoàn thành bản vẽ trong gương. Như nào có thể tuyệt vời hơn? Như này chắc chắn sẽ không ai có thể thắng tớ. Đấy, đã hoàn thành bản vẽ một nửa. Jennifer, bạn thế nào rồi? Không biết điều gì sẽ xảy ra nhưng tớ thực sự rất thích quá trình này. Tớ cũng vậy. Ê, bạn làm gì vậy? Bạn sử dụng một chiếc gương. Ê, giờ không công bằng. Thế sao bạn lại đẩy giờ Mia? Hãy nhìn xem chuyện gì đang xảy ra kìa. Rối loạn. Ồ, đúng rồi. Cần phải cho bạn ấy một bài học để lần sau không phạm quy tắc nữa. Kate, bạn đã bắt chúng tớ làm điều này rồi đấy. Xin lỗi nhé. Không, dừng lại. Mia, làm ơn. Bản vẽ của tớ đã biến mất. Oh my God. Nhưng mà tại sao? Tớ đã nỗ lực rất nhiều mà. Nhưng bạn sẽ không bao giờ vi phạm các quy tắc một lần nữa đâu. Có vẻ như Mia đã rất tự tin vào chiến thắng của mình. Tôi không thích điều này. Mia, cậu có thể xem được không? Bức vẽ của bạn trông không được tốt lắm. Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu. Tôi sẽ sửa nó ngay bây giờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạn đang làm gì vậy? Trông tớ như nào? Tốt hơn rất nhiều. Cô thấy mọi thứ đã sẵn sàng. Rất là tuyệt, bởi vì thời gian đã kết thúc rồi. Em yêu, đừng nhìn nó. Không có gì tốt ở đó đâu. Của em sao? Như này thậm chí còn tệ hơn. Thật không? Nhưng Jennifer đã sửa mà. Bạn đã lừa tớ sao? Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ôi, có vẻ như không có nhiều lựa chọn. Jennifer đã thắng. Hãy giao với bạn ấy đi. Oh no, ra đây nào em yêu. Ôi, nó sẽ là của tớ. Thật là đáng yêu. Ôi, tại sao lại muốn hát gì này? Có vẻ như Jennifer bị dị ứng với mèo rồi. Đó là điều tuyệt vời. Chúng ta có thể lấy con mèo mà. Có gì đó không ổn với tớ rồi. Ừ, nghỉ ngơi đi. Wow, nhiều nước sốt thật đấy. Bạn đã biết bạn sẽ vẽ gì rồi. Đã đến lúc thấy chính xác bạn sẽ vẽ gì. Trời ơi, cả sống sao? Tớ không nghĩ ai đó được muốn lấy đâu. Phải cố gắng rất là nhiều để nước sốt theo ý của bạn. Chúc bạn ngày mắm nhé. Nào, tớ đã sẵn sàng chiến đấu đến cùng. Tớ cũng vậy Mia. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Jennifer nhìn kìa, bạn đang ném rác vào mặt tớ rồi. Ôi, tớ xin lỗi, tớ không nghĩ mọi chuyện là như vậy. Ôi, thật là thái quá. Tớ hy vọng không ai các bạn sẽ ném vào tớ lần nữa. Đã đến lúc cho bản thân vẽ rồi. Hãy xem chúng ta có gì ở đây nhé. À, sốt cà chua, trông rất sáng sủa. Nó vừa vặn trên giấy và có lẽ sẽ sử dụng được nó. Tớ thì thích màu vàng. Tớ sẽ gắn bó với nó. Nhìn nó đẹp làm sao này. Đây là những gì cần thiết. Nhân tiện, nó là một niềm vui rất đẹp. Thật tệ là nó sốt hết nhanh quá. Sẽ phải chọn một cái khác thôi. Mù tạt, rất hoàn hảo. Hơi màu khác một chút nhưng mà tớ vẫn thích. Và bên trong sẽ là ketchup nhé. Bản sắc thật là tuyệt vời. Mình chắc chắn là sẽ không có ai nói là tệ đâu. Ôi,
Meow cũng sắp hoàn thành rồi. Ồ, tớ cũng sắp hoàn thành. Có vẻ như tớ đang ở phía sau. Tớ phải nghĩ ra một cái gì đó. Tớ biết. Tớ sẽ vẽ tất cả cùng một lúc. Điều này sẽ giúp tớ tiết kiệm thời gian. Nhưng chú cũng mùi thơm làm sao? Tớ phải thử tất cả. Ôi, ngon thật đấy. Ôi, tớ muốn thêm và thêm và thêm hơn nữa. Ôi, tớ muốn ăn quá. Bạn đang làm gì vậy, Jennifer? Kiểm soát bản thân đi, nếu không bạn sẽ không có gì để vẽ đâu. Đấy, xong rồi. Ôi không. Trời ạ, nó xốp rơi ngay vào bức vẽ của tớ. Trời ạ. Tớ không muốn làm bạn buồn, nhưng thời gian không còn nhiều đâu. Tớ hoàn toàn quên mất. Dừng lại nhá. Ôi ngon quá. Ôi không, tớ đã không vẽ một cái gì cả. Làm sao tớ có thể như vậy? Đó là một thất bại. Mia, có một bức vẽ tuyệt vời. Tớ chắc chắn sẽ thua, mặc dù nó vẫn chưa kết thúc đâu. Xin lỗi, nước sốt đã đổ lên bàn vẽ của tớ rồi. Trong khi không ai nhìn thấy, cần nhanh chóng thay đổi bản vẽ thôi. Thôi để xem nào, ai sẽ có những cái gì. Đây là con cá của tớ. Nó thực sự là đẹp đúng không? Ôi, rất khó để nói là không. Còn của tớ thì sao? Đó là tờ giấy trắng mà. Ôi không, tớ bị lừa rồi. Jennifer, bà đã đổi bản vẽ của chúng ta sao? Bây giờ điều này không còn được chứng minh được nữa. Thế nên bà phải ăn cá thôi. Ăn ngon miệng nhá. Tớ không thích mùi này. Thật là kinh khủng. Bà không thể làm được gì, phải ăn thôi. Tớ có một kế hoạch rất tuyệt vời. Nếu bạn nấu cá lên thì sao? Tớ nghĩ nó sẽ ngon hơn rất là nhiều đấy. Ồ, có vẻ như dùng cái này rất là khó. Ồ, đúng rồi. Xin lỗi Jennifer, tớ vô tình thôi. Nhưng thầy thật mà nói, bạn có những gì đáng xứng đáng. Hãy chiên cá của tớ một cách đúng cách nhé. Wow, nhìn ngon chưa kìa. Tớ sẽ ăn món này thôi. Wow, tớ cũng muốn thử. Muộn rồi bạn. Các bạn đã làm mọi cách để tớ ăn con cá này. Nó thật là dịu dàng, tuyệt thật đấy. Thôi nào. Đấy, đồng hồ đã báo thức rồi. Trời ạ, đến lúc phải dậy. Hãy xem hôm nay ngày gì nhớ. Hoàn toàn quên mất. Trên lịch là Halloween mà. Đây là một tin tốt. Đã đến lúc cho những trò đùa đáng sợ rồi. Đầu tiên, cần phải thay đổi một chút. Tớ cầm một quả bóng bay, một tấm vải trắng và một cái bút dạ nữa. Nhìn này, đó là một con ma thật sự. Ôi, tớ không ngờ nó lại như thế này. Trông vui quá. Tớ sẽ treo nó trên Mia. Tuyệt lắm, bạn ấy vẫn đang ngủ. Đây là cơ hội của tớ. Tớ không thể lãng phí một tí thời gian nào được. Tớ sẽ để con ma ngay tại đây, ngay dưới mũi của bạn ấy. Đó không phải là tất cả. Tớ có một đôi găng tay rất là đáng sợ nữa. Ồ, tuyệt lắm, đeo được rồi. Bây giờ chỉ cần cho thêm kẹo vào đây nữa. Không biết như nào khi bạn ấy dẫm lên nó nhờ. Và trò chơi khăm cuối cùng, slime. Ôi, nó kéo ra tuyệt quá. Tớ không tớ thậm chí không muốn để nó ra khỏi tay mình. Nhưng điều này cần thiết vì lợi ích của chơi khăm của tớ. Thôi, thế là xong, tớ phải đi thôi. Cuối cùng tớ sẽ đóng lại bằng một tấm áp phích tường gạch. Ê, cái gì nó đấy? Mẹ ơi, trời à, tớ bị tấn công bởi con ma. Chờ đã, đó không giống thật mà. Ôi trời ạ, tay tớ bị làm sao đây? Ha! Dừng lại. Trời ạ, đây là găng tay thôi. Thôi được rồi, tớ hiểu rồi. Đến lúc phải giải quyết Suzy thôi. Ôi! Trời ạ, mặt tớ bị dính thế này. Trời ơi, thật là một ngày khởi đầu thật là tồi tệ. Trời đấy Suzy. Bức tường. Ôi trời ạ, đến đâu vậy? Ôi trời ạ, điên mất. Ê, leo leo leo, chúc mọi Halloween vui vẻ. À... cậu tự yêu cầu nó nhá. Bây giờ đến lúc mình phải trả thù rồi. Đến lượt tớ sẽ đáng sợ hơn của bạn rất nhiều. Tớ sẽ sử dụng một bảng bằng gỗ còn có lỗ ở giữa và vải đen. Theo tớ, tớ sẽ đặt một cái popcorn ở đây. Và cũng cần phải bỏ đáy ra. Tuyệt lắm. Bây giờ đổ bóng ngô vào để không có gì có thể nhìn thấy. Tuyệt. Ôi, bạn thích hình ảnh mới của tớ không? Đáng sợ đúng không? Để tạo ra bầu khí đáng sợ, cần phải bật một bộ phim kinh dị và mở đèn. Bây giờ hoàn toàn im lặng, chỉ cần quan sát và tớ sẽ dưới gầm này nhé.
Ồ, phim kinh dị, tuyệt quá, tớ cũng mang muốn xem. Ồ, bỏng ngô nữa chứ, tuyệt thật đấy. Ôi, có gì đó không ổn với nó, có lẽ là... À, trời ạ, à, ai cắn ngón tay tớ thế này? Trời ạ, à, cô làm gì vậy? Ôi, có con vật trong này sao? Đúng vậy. Ôi, mình phải chạy thôi. Xin lỗi Mia, nhưng bây giờ tớ chắc chắn sẽ không dừng lại. Tớ còn cần rất nhiều trò đùa trong kho. Với cái tiếp theo, tớ sẽ sử dụng cánh tay giả nhé. Trông giống thật phải không? Hộp dụng cụ đâu nhở? Tớ sẽ lấy cái gì đó và tớ sẽ khoan nó. Ồ, đến lúc phải có một cái gì đó trên tường rồi. Nhưng mà... Ôi, bạn cần sự giúp đỡ đúng không? Nhìn tớ có gì này, hãy để tớ làm cho. Cảm ơn Suzy. Ôi, tớ muốn hát xì, hát chiêu. Ôi không, tớ đâm vào tay mình rồi. Kiêu. Suzy, cậu làm gì vậy? Ôi trời ơi, có một cái lỗ khổng lồ trên tay. Ôi, tớ thấy tệ quá. Ôi, bạn ấy tin rồi. Trời ạ, biết ngay là hoạt động mà. Cái gì? Đây là tay của Suzy sao? À, nó không phải là thật, lại lừa tớ chứ gì. Thôi được rồi, để đến lúc phải di chuyển, hay xem tớ có gì nhá. Ôi, trông rất là tuyệt. Và bây giờ cần đội bộ não silicone lên. Trông đẹp lắm, nhưng mà thiếu cái gì đó, ví dụ như máu. Tớ sẽ lấy sơn màu đỏ và bôi hết cả đồ trắng vào. Và bây giờ mình sẽ quấn cẩn thận quanh đầu. Nhưng cái này chắc là mình cũng sợ, trông đáng sợ thật. Tớ sẽ đội thêm tóc giả nữa để Suzy không hiểu một cái gì luôn. Ôi, tớ nghĩ trông rất tuyệt đúng không? Ôi, bây giờ thì lấy thêm một cái bảng này nữa đặt sau lưng và xong rồi. Chào Mia, ngồi xem phim kinh dị với tớ đi. Ôi, có vẻ như Suzy đã tin rồi. Lâu rồi chưa kéo tóc của ai nhở? Cái gì nữa đấy? Ôi, tớ nghĩ tớ xé hết tóc của Mia ra rồi. À, ngạc nhiên chưa? Hờ, trời ạ, buồn cười quá. Cho kẹo hay bị kẹo? Ôi, chúng ta có những vị khách đầu tiên rồi. Xin chào bạn lấy đi. Ê, bạn chỉ được lấy một vài cái thôi, không phải tất cả. Trời ạ, thôi được rồi, mình sẽ dạy cho bạn ấy một bài học. Mình sẽ nấu những quả trứng sô-cô-la đặc biệt. Ôi, mình sẽ chọc gỗ vào trong và cho vào như thế này. Trông thật là tuyệt. Cho kẹo hay bị kẹo? Ồ, bạn trở lại rồi sao? Đây, tớ có món đồ chơi này. Hãy xem bạn thích nó như thế nào nhá. Ồ, tuyệt quá. Tớ yêu Kinder Surprise. Tớ muốn ăn nó ngay bây giờ. Trời ạ, à, tuyệt quá đi mất. Ôi trời ơi, cái gì nữa đấy? Ôi, đây là trứng sống. Ôi, ghê quá. Ôi, mình đã vui và không dừng lại được. Cần phải thêm một trò đùa mới. Tớ sẽ sử dụng một quả bí ngô. Biểu tượng chính là Halloween. Ôi, tớ có một chiếc đèn lồng Jack tuyệt vời. Cần phải đặt nó nến bên trong nữa, như thế này này. Tớ nghĩ tớ sẽ đặt nó ngay ở dưới giường của Suzy. Trong khi bạn ấy không có, mình sẽ cho vào. Tuyệt lắm. Bây giờ đã cho Jack vào rồi. Bây giờ mình sẽ cần giày thể thao và sơn màu đỏ. Mình sẽ bôi nó để giày, để lại dấu chân máu thảm nhá. Ôi, không có gì tốt hơn trò khăm kinh điển này. Tuyệt lắm, sẵn sàng. Ôi, bây giờ đến lúc phải đi rồi. Ôi, hôm nay là một ngày rất bận rộn, tớ mệt mỏi quá. Ôi, cái gì nữa đây? Trời ạ, à, giống như máu vậy. Mẹ ơi, tớ sợ quá. Ai đã đập nhật vào phòng tớ sao? Đúng rồi, chúng đang trốn dưới gầm giường. Ôi, trời ạ, à, trông bạn buồn cười quá Suzy. Ôi, sao mà mình không nghĩ ngay lập tức đó là trò đùa của cậu nhỉ? Thôi đừng cười nữa Mia, nhận lại đi. Ôi, không trúng, không trúng. Ôi, mình chỉ đùa thôi mà, và cậu ấy đã ném gối vào tớ rồi. Tớ cần phải trả thù, và có vẻ như tớ đã nghĩ ra cách rồi. Tớ sẽ lấy chiếc khăn trắng như thế này, trải lên sàn và để lại những vết máu lòng bàn tay. Tớ nhận thấy điều này làm Suzy sợ hơn bất cứ điều gì đấy. Đây là hiệu ứng mà tớ đang tìm. Nhân tiện, rất là tuyệt vẽ sơn vào tay tớ. Tuyệt quá đi mất. Bây giờ tớ sẽ in thêm một vài bản nữa. Bây giờ có thể cho khăn trở lại.
như này này. Trông tuyệt vời hơn đấy. Ôi, nhưng mà chắc là một chiếc khăn không đủ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thêm sơn đỏ trực tiếp vào đầu vòi hoa sen nhở? Điều này chắc chắn sẽ khiến Suzy sợ chết khiếp luôn đấy. Mọi thứ đã xong rồi. Và quan trọng nhất, tớ không để lại bất cứ thứ gì. Ôi, trận tắm đấm máu sẽ là một bất ngờ cho cậu ấy. Và tớ có một ý tưởng tuyệt vời hơn nữa. Để lại một thông điệp đáng sợ bằng xà phòng ở trên gương nhá. Vậy sự kiên nhẫn của Suzy sẽ cạn. Tớ đang theo dõi cậu. Tớ nghĩ sẽ khá đáng sợ đấy. Ước là tớ có thể phản ứng của Suzy với tất cả những trao đổi của tớ. Điều quan trọng nhất là không phải đến trước tớ. Đến lúc phải tắm rửa sạch sẽ rồi, vòng hoa sẽ giúp tớ thư giãn. Thoải mái quá. Nhưng mà tại sao nó lại đỏ? Ôi trời ạ, chắc là Mia lại làm gì rồi. Trời ạ. Ôi không, chiếc khăn màu có in đẫm máu. Cái gì nữa đây? Ôi, ai đó theo dõi tớ. Ôi, cơn ác mộng này. Ôi, phải chạy thôi. Ồ, siro thơm ngon quá. Alex, đừng nghịch nữa. Ôi, thôi được rồi. Đến lúc phải bắt đầu rồi. Ôi, cháu cần phải cẩn thận với chúng. Bà ơi, cảm ơn vì sự giúp đỡ. Nhưng mà bây giờ quả trứng này cần bị phá vỡ. Ôi, có vẻ như vỏ đã vào trong rồi. Làm nào bây giờ có thể lấy được ra nhỉ? Trứng sống thật là kinh tởm. Eo ơi. Bình tĩnh đi cháu. Bây giờ bà sẽ cho thấy một life hack nhá. Nếu lớp vỏ không cần thiết trong đĩa thì có thể loại bỏ vỏ bằng một cách khác. Nào, đầu bếp, cho bà mượn cái này. Ôi giời ơi, tại cháu mà dính đầy đường từ đầu đến chân. Nhưng không sao, mình không khó chịu. Không ai có thể làm phân tâm bà khỏi chiếc bánh. Alex, dừng lại. Chỉ cần một ít đường thôi. Thật không? Nhưng mà cháu nghĩ cần cả đống đấy chứ. Được rồi, cẩn thận bỏ ra từng tí một. Đúng rồi, cháu sẽ không bánh gì mà không có đường. Càng nhiều càng tốt. Cháu làm gì vậy cháu? Bây giờ sẽ không có gì ngoài đường đâu. Bà chỉ ghen tị với cháu thôi. Chiếc bánh này sẽ là rất tuyệt vời. Cháu sẽ cho sữa vào. Ôi không. Ôi trời ạ. Thôi được rồi, mình sẽ đổ nó vào trong này. Tuyệt. Ờ, à, đúng rồi, cả bột mì nữa. Cái này mùi. Ôi trời ạ. Ôi xin lỗi nhá. Ôi trời ạ. Ôi. Bà ơi, bà làm sao vậy? Đây là cháu mà. Ôi, chỉ là bột trên mặt cháu thôi. Xin lỗi, bà không nhận ra. Mary xin lỗi, bà không cố ý. Nào, bây giờ mình phải đổ bột vào trong. Đến lúc phải khuấy nó lên rồi. Ôi trời ạ, làm này bằng cái này không tốt chút nào. Ôi Mary, hãy nhìn xem cháu thiếu văn minh thế nào. Nhỏ bộ bằng tay chứ, thật là kinh dị. Ôi không. Để làm một cái bột đặc biệt, cần một cái thiết bị đặc biệt để nó sẽ làm bột đặc đúng cách mong muốn. Nhưng còn tay thì sao? Làm mọi thứ bằng với tình yêu, thứ còn có trong hõm hộp của bà nữa. Vâng, thêm một ít cacao vào nhá, nó chắc chắn sẽ ngon hơn đây. Ôi, nhìn nó đẹp làm sao. Bây giờ bà sẽ đổ nó vào trong khuôn và sẽ nướng nó lên nhá. Ồ, hay đấy bà. Còn cháu thì sẽ ăn miếng này. Trời ạ, à, làm rơi mất bánh rồi. Nhưng mà cái này hay đấy. Mình sẽ dùng cái Oreo này để cho vào trong bánh. Đấy. Đầu tiên, mình sẽ cho nó vào trong khuôn như thế này. Tuyệt lắm. Ôi, cháu làm ý tưởng này hay đấy chứ. Và cái này thực sự có thể ngon hơn nếu mà nó có rất là nhiều màu. Đấy, mình sẽ tạo ra hỗn độn nhiều màu cho bánh tương lai. Ôi, cái này ngon thật đấy. Bây giờ mình sẽ thử nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ cho vào như thế này. Quá là tuyệt vời luôn. Mình muốn mọi thứ để thật là sẵn sàng. Cho vào lò nướng và chờ một chút. Bình tĩnh đi, bánh ngon nhất trên thế giới nấu lâu lắm. Mình cũng thích ý tưởng kết hợp màu sắc. Chỉ là trong trường hợp của mình,
sẽ có rất là nhiều màu hơn. Mình sẽ chơi hợp thành những chiếc dĩa nhỏ và sau đó khuấy nó bằng màu sơn. Đấy, thế là sẵn sàng rồi đấy. Đến lúc phải nướng bánh rồi. Ôi, trời ạ. Ôi, bà mệt đến mức mà thậm chí không nhận ra rằng mình đổ một đống mũ lên trên này. Trật tự đi, đây không phải là một chiếc mũ, nhưng mà là khuôn nướng. Một trong khuôn nướng sẽ đổ vào trong một hộp như này và cần phải được nướng lên. Mình sẽ làm thôi nhá. Ôi ôi, nướng rồi. Chính xác, bà sẽ dùng cái này. Ôi, bà kịp lấy ra vừa đúng lúc luôn. Nào, bây giờ có thể nấu bánh hơn được rồi. Cho đến nay, quả nửa quả bóng này sẽ làm cơ sở cho chiếc bánh của bà nhá. Bây giờ cần đổ đầy ra như thế này. Siro dâu tây. Thật là nhiều. Đấy, nó sẽ tràn ra bánh rất là tuyệt vời. Bây giờ bà sẽ cho thêm rắc ở trên nữa. Rất là nhiều topping. Vậy, và nó không phải là chỉ là bánh, mà nó là một công chúa rất là xinh đẹp. Bà nghĩ là Kate sẽ rất là thích nó đây. Ok. Bánh của mình cũng xong rồi này. Thật là tuyệt vời. Bánh hình trái tim. Đấy, bây giờ thì mình sẽ dùng marshmallow lỏng này để làm cho các lớp. Đấy, thật là tuyệt vời. Ôi, tại sao mình không thử một miếng nhỉ? Chắc chắn rất ngon đây. Nào, trời ạ, cái này ngon thật đấy. Ôi, trời ạ, đang làm cái gì vậy? Không sao, mình sẽ làm cái lỗ này lên. Đó, bây giờ mình sẽ cho nó lên thêm kem nhiều vào nữa. Đấy, và cho thêm tất cả xung quanh nữa. Nào, đó, chưa phải tất cả đâu. Bây giờ mình sẽ cho thêm cả sô-cô-la xung quanh nữa. Và nó sẽ vừa ngon và vừa đẹp. Và tất nhiên là cả M&M nữa. Quá là hoàn hảo luôn. Alex, giỏi lắm. Marie, thế còn cháu thì sao? Mình cũng gần xong rồi. Còn một lớp bánh quy tươi sáng nữa thôi. Giữa chúng sẽ có kẹo và dẻo lòng. Và dù sao đi nữa, Alex, cậu đã chỉ miếng tưởng của tớ. Tớ cũng muốn một chiếc bánh thành tuyết trắng. Và tớ cũng sẽ làm như vậy. Còn bây giờ, mình cần phải lo là mình sẽ làm cái này thật là đều. Đấy, để không làm rơi chiếc bánh nữa. Bà ơi, bà ngậm mồm lại đi. Cái này thực hiện rất là dễ dàng đấy. Bây giờ là cái cuối cùng là cầu vồng mà mình sẽ tự làm bằng sô-cô-la. Quá là tuyệt vời luôn. Đấy, thế là chiếc bánh gần như sẵn sàng rồi. Cho thêm một ít mây vào nó nhớ. Và một con kỳ lân đáng yêu như thế này nữa. Ui, cái này đẹp thật đấy. Trời ạ, quá tuyệt vời. Oh wow, nhìn chiếc bánh này trông thật là đáng yêu. Bà ơi, cháu luôn mơ ước có một chiếc bánh như vậy. Để tự mình nhấc chiếc khuôn này lên nhá. Wow, thật là tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ thử cái món này xem nào. Thử nhá. Thật là hoàn hảo. Trời ạ, cái này quá tuyệt vời luôn. Ô, cái này không ăn được sao? À, đây chỉ là giấy thôi. Thật là ghê tởm. Trời ạ, mình đã hy vọng rằng là công chúa cũng có thể ăn được. Nhưng mà đến lúc phải thử cái bánh này rồi. Ôi, mình rất là yêu sô-cô-la. Cái này ngon thật đấy. Nào, bây giờ thử cả bánh nhá. Wow, thật là tuyệt vời. Chiếc bánh thật là tuyệt vời. Ôi, cái này thật ngon. Bây giờ chỉ còn chiếc bánh từ đầu bếp nữa thôi. Ôi, cái này đẹp quá. Mình sẽ cắt một miếng ra nhá. Wow, cái này còn có rất là nhiều tầng lớp bên trong nữa chứ. Thật là tuyệt vời. Và vị thì quá tuyệt vời. Cái này chắc chắn là thắng rồi. Ôi, mình biết ngay mà.